Lợn bị ho ghép tiêu chảy vọt gần câu. Lợn 50 kg thì điều trị như thế nào? Xin mời bác sĩ Bùi Trung Thực ạ. Vâng, đây là một trong những cái bệnh mà thường gặp ở trên lợn, nó ghép giữa vấn đề của bệnh hô hấp như suyễn, ghép với bệnh viêm hồi manh tràng hoặc là hồng lị. Thì cái bệnh này thì các bạn có thể xử lý trong trong một các bạn thể sử dụng một cái loại thuốc thôi, đó là cái Tilodex của bên công ty Supervet á, thành phần là timi tilosin kết hợp với tiamolin, hai cái thành phần này kết hợp chung vào một loại thôi, nhưng bạn có thể sử dụng nếu mà các bạn có lợn thịt thì các bạn chỉ cần sử dụng một cái loại này thôi là các bạn tiêm giải quyết được hai vấn đề luôn, cả vấn đề hô hấp và cả vấn đề về vọt cần câu. Thì bạn có thể liên hệ với công ty để có thể là sử dụng sản phẩm này xử lý nhanh nhé.